Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100.000 tiếp theo. Chúng ta có bài toán như sau. Có 485 quyển sách xếp đều vào 5 thùng. Vậy thì mỗi thùng sẽ có bao nhiêu quyển sách? Xếp đều vào 5 thùng có nghĩa là chia đều số sách này vào 5 thùng. Như vậy chúng ta sẽ phải thực hiện phép tính chia là 685 chia cho 5. Để thực hiện phép tính chia này, chúng ta sẽ đặt tính chia. Ta lấy 6 chia 5. Chúng ta chia từ trái sang phải nhé. 6 chia 5 được 1. 1 x 5 bằng 5. 6 trừ 5 bằng 1. Hạ 8. Hạ 8 xuống khi này ta được 18. Cái số dư 1 lúc nãy và 8 hạ xuống ta được 18 nhé. Bây giờ ta sẽ lấy 18 này chia cho 5. Vậy ta phải nhẩm xem số nào nhân với 5 để được gần bằng hoặc là bằng 18. Nếu mà lớn hơn 18 là không được. Ví dụ ở đây ta chọn là 4 đúng không? 5 x 4 thì bằng 20, lớn hơn 18 rồi, không được. Như vậy không được 4 lần thì ta lại bớt đi 1 lần, còn là 3 đúng không? Ví dụ ta thử là 3, ta nhẩm là 3 x 5 bằng 15. À, được đúng không? Bé 18 rồi, 3 x 5 bằng 15. Đấy. Bây giờ 18 trừ đi 15. 18 trừ đi 15 bằng 3 đúng không? Khi ta nhân lên ta trừ đi, ta thấy cái số dư này này nó bé hơn cái số chia này thì là được rồi. Còn nếu mà ta nhân vào, ví dụ ta không lấy 3 mà ta lấy 2 này hạn đúng không? Ta lấy 2 nhân 5 bằng 10. Ta lấy 18 trừ đi 10 bằng 8 được ạ, thì chỗ này nó lớn hơn 5 rồi. Thì chúng ta lại phải nâng cái thước này lên một lần nữa đúng không? 2 nhân lên 1 lần nữa là 3 đúng không? Đấy. Ví dụ như thế. Bây giờ ta hạ 5. Lại hạ 5 thôi. Bây giờ ta được 35. Được 35. 35 chia 7 à, chia 5. Ở đây 35 chia 5 bằng 7 rồi đúng không? Ta có bảng chia 35 chia 5 bằng 7. Đấy. Vậy thì ở đây là 7. 7 nhân 5 bằng 35. 35 trừ 35 bằng 0. Vậy phép chia này. Vậy ta có là 685 chia cho 5 thì bằng 137. Và đây là phép chia hết, bởi vì số dư ở đây là 0. Chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài 1 tính. Ta làm phép tính bài 1 nhé. Bài 1 này. 348 chia cho 2 ta lấy 3 chia 2 được 1. 1 x 2 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. Hạ 4. Được 14. Ta lấy 14 này chia 2 được 7. 7 x 2 bằng 14. 14 trừ 14 bằng 0. Hạ 8. Được 8. Lấy 8 chia 2 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy là 348 chia 2 bằng 174. Phép chia này cũng là phép chia hết bởi vì số dư là 0. Phép tính thứ 2. 728 chia 4. Nhớ là chia lần lượt từ trái sang phải. Ta lấy 7 chia 4 được 1 lần. 1 x 4 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3. Hạ 2 được 32. 32 chia 4 được 8. 8 x 4 bằng 32. 32 trừ 32 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 4 bằng 2. 2 x 4 bằng 8.
8 trừ 8 bằng 0. Như vậy 728 chia 4 bằng 182. Đây là phép chia hết. Phép tính thứ 3. 847 chia cho 7 8 chia 7 được 1. 1 x 7 bằng 7. 8 trừ 7 bằng 0. Hạ 4. Ta lấy 4 chia 7. Vì 4 bé hơn 7 cho nên 4 chia 7 được 0. Chúng ta chú ý ở phép tính này nhé. Khi mà số bị chia này, đúng không? Ta chia cho số chia mà nó bé hơn thì ta không chia được, thì ta viết số 0 ở đây, đúng không? 4 chia 7. 4 chia 7 được 0, đúng không? 4 bé hơn 7 không chia được cho 7 nên là ta viết 0 ở đây. Đấy. 0 x 7 bằng 0. Ta vẫn phải nhân lên để trừ đi này. 4 trừ 0 bằng 4. Hạ 7. Bây giờ được 47. 47 chia 7. Ta nhẩm là 7 x 7 bằng 49, lớn hơn 47 rồi đúng không? Như vậy không được 7 lần, ta lại hạ xuống 1 lần là 6 đi đúng không? 6 x 7 bằng 42, bé hơn 47 rồi, đúng không? Được. Đấy. Lấy 42, 47 trừ đi 42 được 5. Như vậy đây ta có là 847 chia cho 7. Kết quả là bằng thương là 106 và dư, số dư đây là 5. Đấy, chúng ta quan sát số dư này, bé số 7 chưa, đúng không? Bé hơn số chia rồi. Như vậy là đúng đấy. Phép chia tiếp theo. 651 chia 3. 6 chia 3. 6 chia 3 được 2. 2 x 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 3 được 1 lần. 1 x 3 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2. Hạ 1. Được 21. 21 chia 3 được 7. 7 x 3 bằng 21. 21 trừ 21 bằng 0. Như vậy 651 chia 3 bằng 217. Đây là phép chia hết vì số dư ở đây là 0. Phép tính cuối cùng 846 chia cho 6. 8 chia 6 được 1 lần. 1 x 6 bằng 6. 8 trừ 6 bằng 2. Hạ 4. Được 24. 24 chia 6 bằng 4. 4 x 6 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 6 được 1. 1 x 6 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy ta có 846 chia cho 6 sẽ bằng 141. Đây là phép chia hết. Giờ chuyển sang bài tập số 2. Bài 2 đặt tính rồi tính. Rất là nhiều phép tính đúng không? A là 3 phép tính, B, C nữa là tất cả là 9 phép tính. Quá là nhiều. Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từng ý một. Bài 2 trang 68. Đặt tính rồi tính. Ý A có 3 ý. 955 chia 5.
Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. 9 chia 5 được 1 lần. Vì không được 2, bởi vì 2 chia 5 bằng 10 lớn hơn 9 rồi, đúng không? Vậy ta bớt đi 1 lần, còn là 1 thôi, đúng không? Vậy thì 1 chia 5 bằng 5. 9 trừ 5 bằng 4. Hạ 5 được 45. Ta lấy 45 chia 5 được 9. 9 nhân 5 bằng 45. 45 trừ 45 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 5 được 1. 1 nhân 5 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. Như vậy 955 chia 5 bằng 191. Đây là phép chia hết, bởi vì số dư ở đây là 0. Phép tính thứ 2, 348 chia 3. Lấy 3 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3. 4 trừ 3 bằng 1. Hạ 8 được 18. 18 chia 3 được 6. 6 nhân 3 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. Như vậy đây cũng là phép chia hết. Tiếp theo là 764. Chia cho 4. Bảy chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3. Hạ 6 được 36. 36 chia 4 bằng 9. 9 nhân 4 bằng 36. 36 trừ 36 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Vậy đây cũng là phép chia hết, đúng không nhỉ? Tiếp theo ta làm ý B. 5.428 chia 2. Tôi thấy là ở ý A là chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. Ý B là chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Và ý C là chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. Đấy, khác nhau một chút đúng không? 5 chia 2 được 2. 2 x 2 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 4, ta được 14. 14 chia 2 bằng 7. 7 nhân 2 bằng 14. 14 trừ 14 bằng 0. Hạ 2. 2 chia 2 được 1. 1 nhân 2 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 2 được 4. 4 nhân 2 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Đấy, như vậy ta được phép chia. Có kết quả bằng 2714 và số dư là 0, vậy đây là phép chia hết, đúng không? Ý tiếp theo là 6729. Chia cho 3. 6 chia 3 được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 7. 7 chia 3 được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 7 chia 6 bằng 1. Hạ 2 được 12. 12 chia 3 được 4. 4 nhân 3 bằng 12.
12 trừ 12 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Như vậy phép chia này cũng là phép chia hết đúng không? Phép tính nữa. 4.856 chia cho 4. Bốn chia bốn được một. Một nhân bốn bằng bốn. Bốn trừ bốn bằng không. Hạ tám. Tám chia bốn được hai. Hai nhân bốn bằng tám. Tám trừ tám bằng không. Hạ năm được năm. Năm chia bốn được một. Một nhân bốn bằng bốn. Năm trừ bốn bằng một. Hạ 6 được 16. 16 chia 4 được 4. 4 x 4 bằng 16. 16 trừ 16 bằng 0. Như vậy ở đây cũng là phép chia hết đúng không? Kết quả là bằng 1214. Chúng ta tiếp tục làm lý C. Lý C là chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. Ý phép tính đầu tiên là 32.457 chia cho 2. Thế chia số có 5 chữ số, chúng ta kéo dài ra một chút. Dài chút nhé. Lấy 3 chia 2 được 1. 1 nhân 2 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. Hạ 2 được 12. 12 chia 2 được 6. 6 x 2 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 2 được 2. 2 x 2 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 2 được 2. 2 x 2 bằng 4. 4 trừ 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 7 được 17. 17 chia 2 được 8. 8 x 2 bằng 16. 17 trừ 16 bằng 1. Như vậy đây là phép chia có dư. Đúng không? Được thương là 16.228 và dư 1. Phép tính thứ 2. 52.645 chia cho 4. Năm chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 2 được 12. 12 chia 4 được 7. Được 3. 3 x 4 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 4 được 1. 1 x 4 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2. Hạ 4 được 24. 24 chia 4 được 6. 6 x 4 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Hạ 5. Lấy 5 chia 4 được 1. 1 x 4 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Như vậy kết quả phép chia này là bằng 13.161 và dư 1. Đây là phép chia có dư. Vậy trong phép chia có dư này, chúng ta lưu ý này. Các số dư này đúng không? Luôn luôn nhỏ số chia. 1 nhỏ hơn 2, 1 nhỏ hơn 4. Còn một phép chia cuối cùng. 84.674 chia cho 6.
8 chia 6 được 1. 1 nhân 6 bằng 6. 8 chia 6 bằng 2. Hạ 4 được 24. 24 chia 6 được 4. 4 nhân 6 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 6 được 1. 1 nhân 6 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 7. 7 chia 6 được 1. 1 nhân 6 bằng 6. 7 trừ 6 được 1. Hạ 4 được 14. Mười bốn chia sáu được hai. Hai nhân sáu bằng 12. 14 trừ 12 bằng 2. Như vậy ở đây phép chia này là dư là 2, đúng không? Thương là bằng 14.112 và dư 2. Đây là phép chia có dư. Như vậy ấy C là các phép chia có dư. Chúng ta sẽ làm bài tập tiếp theo là bài số 4. À, bài số 3. Bài số 3. Một nhà máy sản xuất được 426 chiếc ô tô đồ chơi trong 3 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi? Biết mỗi ngày nhà máy sản xuất được chiếc ô tô đồ chơi bằng nhau. Trong 3 ngày thì sản xuất được 426 chiếc. Mà số ô tô sản xuất trong 1 ngày trong mỗi ngày là bằng nhau. Vậy thì một ngày thì là bao nhiêu chiếc ô tô, đúng không? Vậy thì 3 ngày từ này về một ngày là được bao nhiêu chiếc ô tô? Ta phải chia cho số ngày ra sẽ ra một ngày, đúng không? Ta lấy tổng số ô tô là chia cho số ngày thì sẽ ra là số ô tô của một ngày. Ta thực hiện phép tính chia. Thế là bài toán này, bài giải, bài 3. Bài toán hỏi là mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi. Ở đây chúng ta chú ý là bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi. Chúng ta sẽ trả lời là số chiếc ô tô đồ chơi mỗi ngày nhà máy sản xuất được là số ô tô đồ chơi mỗi ngày nhà máy sản xuất được là ta lấy tổng là 426 chia cho 3 bằng, ta thực hiện phép chia ra nhé, 426 chia 3. 4 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3. 4 trừ 3 bằng 1. Hạ 2 được 12. 12 chia 3 được 4. 4 nhân 3 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 3 được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Vậy sẽ bằng 142. Đơn vị ở đây là chiếc ô tô, như vậy ở đây là chiếc, đơn vị là chiếc. Đáp số. Một trăm bốn mươi hai chiếc ô tô. Đây là ô tô đồ chơi. Chúng ta làm tiếp bài tập số 4. Bài 4 này. Lấy một thẻ số và chọn số ghi trên thẻ làm số bị chia. Quay kim trên hình tròn để chọn số chia. Thực hiện phép chia rồi nêu kết quả. Bài này chúng ta chưa thực hành đâu, đúng không?
tùy chúng ta, khi mà chúng ta bốc phải số nào thì nó là số đấy, chứ ở đây không thể là ấn định cụ thể nó là số bao nhiêu cả. Đây ví dụ ở đây có các tấm thẻ là những cái số như này đúng không? Số có 2 chữ số này, 3 chữ số, 5, 4 chữ số chẳng hạn đúng không? Chúng ta có thể bắt một số bất kỳ đúng không? Làm số bị chia. Đấy. Lấy một cái số trong cái thẻ này làm số bị chia. Ví dụ ở đây ta chọn được là số 48 chẳng hạn đúng không? Thì vậy số 48 sẽ là số bị chia đúng không? Ta sẽ có 48 này đúng không? Ta chia. Bây giờ ta chia cho mấy thì ta sẽ quay trên đồng hồ này đúng không? Ví dụ đồng hồ này chúng ta ghi là 2 3 4 5 đúng không? Vậy thì ta quay, nếu mà kim này nó chỉ vào số 3 đúng không? Thì ta sẽ chia cho 3, ta sẽ có 48 chia cho 3. Và ta phải nêu được kết quả nó bằng bao nhiêu đúng không? Nêu được kết quả bằng bao nhiêu. Cái bài này để cho tự thực hành nhé. Như vậy giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở trong bài học tiếp theo.